Thì anh đã hỏi em là tại sao em hôm nay chọn cái đầm này đúng không ạ? Thì thật ra là em là một người rất là yêu thích và đam mê thời trang, và em đã suy nghĩ rất là nhiều về nó là làm một cái gì đó nó phải khác biệt. Em là một con người em luôn luôn đi con đường riêng của em để em thành công, và hôm nay em cũng thế, em đã chọn một cái đầm váy mà nó khác biệt tất cả mọi người. Em nghĩ là cả trên thế giới không ai đã tham gia cuộc thi hoa hậu và đã dám mặc một đôi váy mà nó trông như thế này. Nhưng em đã làm được điều đó. Ban đầu nó không biết là ngồi được không, nhưng em vẫn ngồi được. Và cái ý tưởng của cái váy này đối với em là nữ hoàng Venus. Thì Venus là tượng trưng cho sắc đẹp, tình yêu, cho sự nữ tính nữa. Và cái thông điệp của em luôn muốn mang đến những phụ nữ ở ngoài là mình phải đẹp từ bên trong tới bên ngoài. Phụ nữ mình luôn luôn đẹp khi mình là chính mình. Thì em mặc cái váy này lên, em cảm thấy em là chính mình và em đẹp. Thì với đây có thể là cái lý do tại sao hôm nay em được tỏa sáng và được đội cái vinh miệng này. Cảm ơn mọi người. Vâng ạ, mình xin phép đặt câu hỏi cho Thủy Tiên.